Thưa quý vị, những câu chuyện nói về mẹ chồng nàng dâu rất tế nhị và cũng rất muôn thuở. Trong câu chuyện này, người con dâu, người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện đầy cảm xúc mà mình với mẹ chồng của mình trong những năm dài sống với nhau. Và câu chuyện như thế nào thì tôi mời quý vị lắng nghe chi tiết người phụ nữ này đã chia sẻ lại Xin kính mời Anh trai tôi là con trưởng của bố mẹ Bố mẹ tôi lại là anh cả trong gia đình Có năm anh chị em Bởi vậy nên nhà tôi có nhiều công việc Các dịp dỗ chạp trong năm Mẹ tôi mấy chục năm làm dâu trưởng Bây giờ đến lượt chị dâu Bố tôi có phần gia trưởng Luôn cho rằng Vợ làm dâu trưởng thì phải noi gương cho các em Nói trắng ra là bản thân phải nhận phần thiệt về mình bởi vậy mấy chục năm qua trong nhà có công việc gì đều đổ hết lên đầu mẹ tôi dỗi chạm thì mình bà mua sắm nấu nướng dọn dẹp các cô chú họ nội nhà tôi đến gần bữa ăn mới đưa con có mặt ăn xong lại kéo nhau đi chơi để mặc mẹ tôi một mình ngổn ngang đủ thứ bây giờ chị dâu tôi là dâu trưởng nghiễm nhiên những việc mẹ từng làm khi trước sẽ được bản giao cho chị, mẹ cho đến bây giờ sức khỏe cũng khá yếu rồi, nên công việc trong nhà bà chỉ phụ giúp được phần nào. Từ lúc chị dâu về nhà tôi vào năm ngoái, tới nay có vài lần dỗ chạp, chị đều tỏ ra tháo vát, đảm đang, khiến bố tôi khá hài lòng. Cho đến hôm vừa rồi, dỗ ông nội tôi gần chục mâm cỗ, lại đúng lúc mẹ bị ốm, nên chị dâu lo liệu toàn bộ khổ nỗi chị đang mang bầu tháng thứ bảy một mình vật lộn với từng đó việc cũng thật vất vả cho chị nhưng tôi là đàn ông thật sự không giúp đỡ được gì cho chị cũng may là chị dâu nhanh nhẹn mang bầu sức khỏe khá tốt nên mọi chuyện vẫn êm xuôi đến ngày rỗ mẹ tôi cũng dậy nấu nướng cùng chị có thể coi là suôn sẻ các cô các chú họ nội nhà tôi đã quen nếp từ xưa Họ cũng dạy bảo con cái họ không cần phải quan tâm đến công việc chung Gần bữa tới ăn là được Tôi cũng thấy thương cho mẹ và chị sâu Nhưng bố là người lớn nhất mà ông không ý kiến gì Thì làm gì tới lượt tôi lên tiếng Ngày dỗ đó Sau khi ăn uống xong Mọi người đứng dậy rủ nhau đi hát karaoke Để mặc gần 10 mâm bát chẳng chơ Coi việc rửa bát dọn dẹp là của chị dâu tôi dù ai cũng nhìn rõ một một chị bụng bầu to tướng mấy lần trước cũng đều như vậy cả nhưng lần này khi mọi người vừa đứng lên thì mẹ tôi đột ngột to tiếng gọi họ lại rồi gióng dạc tuyên bố công việc là công việc chung của cả nhà ông bà là ông bà chung của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng của nhà tôi bởi vậy tôi tuyên bố những công việc chung thế này mọi người phải chung tay góp sức cũng làm Ngay từ chiều hôm trước Mọi người phải có mặt ở nhà tôi Để bàn kế hoạch mua sắm Nấu nướng ra sao Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người Nếu các cô, các chú không chịu Thì chúng ta cứ đặt cỗ nhà hàng nấu Vừa ngon lại tiện Công cán thế nào Thì cũng nhau chia sẻ trả cho họ Nói thật Tôi cả đời một mình gánh vác rồi Thiết nghĩ như thế này đã là quá đủ Tôi không muốn con dâu tôi phải khổ như mình nữa Đó là kế hoạch cho những lần công việc tới Còn ngay lúc này thì cái loan đi vào nhà nghỉ ngơi Mua sắm nấu nướng từ hôm qua cũng mệt rồi Bụng lại to Nói xong Mẹ tôi điểm mặt chỉ tên mấy cháu họ đi rửa bát dọn dẹp thay cho chị dâu Chị dâu vui lắm vì có mẹ chồng bênh vực Chị cũng không ngần ngại vào nhà nghỉ ngơi Để mọi người dọn dẹp thay mình còn cô chú và các em họ đẳng nhà nội tôi không phải nói Họ tức đến tím mặt Nhưng không có lý lẽ phản bác Bố tôi tính gia trưởng Nên rất bất mãn với hành động của vợ Còn mẹ Không ngờ một người phụ nữ hiền lành Đến lúc có tuổi rồi Lại cứng rắn và đanh thép đến mức ấy Đến lúc ấy Tôi và anh trai mới xấu hổ vì mình không đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ mẹ và chị. Để họ phải chịu khổ Tôi tự hứa với lòng mình Sẽ quan tâm đến mẹ hơn Và sau này cũng phải đối xử thật tốt Với là vợ của mình Thưa quý vị Mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Chị dâu ham ăn lười làm Nhà chồng vẫn quý như vàng Biết nguyên do tôi há hốc miệng Nhà chồng tôi có hai anh em trai Anh trai chồng và chị dâu đã sống chung với bố mẹ được 7 năm nay Nhà thì không quá chật chội Như đông người phức tạp Tôi cứ nghĩ kiểu gì Bố mẹ chồng cũng sắp xếp cho một trong hai người con trai Ra ở riêng Vậy nhưng khi về làm dâu tôi mới ngạ ngừa khi ông bà tuyên bố không đứa con nào được ra ở riêng cả. Phải ở chung hết với ông bà, bố mẹ chồng, anh chị chồng và hai đứa con nhỏ. Nhà tôi mà sinh thêm hai con nữa thì đủ biết ẩm ý đến như thế nào. Tôi hỏi chồng, anh bảo bố mẹ quyết định như vậy Nếu cứ nặng nặc đòi ra ở riêng Thì ông bà sẽ tử mặt Bố mẹ chồng cũng bình thường Không đến nỗi khắt khe, khó tính Anh trai chồng biết đối nhân xử thế Nhà chồng lại không quá nghèo khó Duy chỉ có chị dâu Tức là vợ anh chồng Là khiến tôi khó chịu và chướng mắt Từ khi tôi về làm dâu Chỉ thấy chị ấy Ăn ở nhà chơi hưởng thụ Không hề làm bất cứ việc gì Không đi làm kiếm tiền cũng không làm việc nhà Đến trăm con cũng do bố mẹ chồng đỡ đần Chỉ thỉnh thoảng thấy chị ấy cầm chổi lên quét cái nhà Nấu được vài món ăn hoặc sửa mấy cái bát mà thôi Bố mẹ chồng còn bận chăm hai đứa con nhỏ giúp chị dâu Nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay của tôi Đi làm về lại hì hục nấu nướng, dọn dẹp Chị dâu thì ngồi xem tivi Khiến tôi tức nghẹn Tất nhiên là tôi phải ý kiến ngay với nhà chồng nhưng ông bà hết mực binh vực chị ấy, bảo rằng sức khỏe chị sâu yếu, cần nghỉ ngơi. Sức khỏe yếu gì mà trắng nòn phơi phơi béo tốt hơn cả tôi thế kia? Trong nhà, một người làm hết mọi việc, người kia thì rong chơi, thử hỏi ai chấp nhận được. Nếu chỉ có mình tôi thì đã đành. Tôi ấm ức phát khóc, tố khổ với chồng, nhưng anh chỉ bảo tôi cố gắng chịu đựng, chung quy cũng chỉ là vài việc vụn vặt trong nhà tôi kêu nhiều quá thì chồng trách tôi ích kỷ suốt ngày tị nạnh với anh chị em nhà chồng mọi người nghe như vậy có lọt tai không cho đến hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau to cũng chỉ vì chuyện chị dâu ham ăn lười làm còn tôi thì phải gánh mọi công việc nhà chồng một cách bất công vô lý tôi mới đùng đùng đòi ly hôn tuyên bố nếu không ra ở riêng thì tôi cũng không cần chồng nữa lúc ấy anh mới thở dài kể lại mọi chuyện vì chị dâu và nguyên nhân khiến cho bố mẹ chồng đối xử với chị ấy như hiện tại. Hóa ra anh trai chồng có bệnh thận đã chạy chữa nhiều cách đây 2 năm thì anh phải tiến hành ghép thận mới mong giữ lại được mạng sống và người hiến cho anh một bên thận chính là chị dâu. Chị tự nguyện làm điều đó khiến nhà chồng vô cùng cảm kích biết ơn. Lúc đó họ đã sinh được hai con rồi. Nhờ có thế mà anh chồng mới được sống khỏe mạnh bên bố mẹ vợ con thêm nhiều năm lo sợ chị dâu sức khỏe suy sút sau khi hiến thận nên bố chồng bắt chị nghỉ việc ở nhà không cho chị làm gì hầu như chỉ ăn chơi bồi dưỡng sở dĩ mẹ chồng không cho chúng tôi ra ở riêng vì sẽ không còn ai làm việc nhà ông bà còn chăm cháu thời gian đâu mà phục vụ cơm nước dọn dẹp cho cả gia đình vậy là tôi thành người chịu trận gánh hết vất vả khổ sở tôi đỡ người khi biết lý do thật sự phía sau thực lòng tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ chị dâu vì đủ quyết đoán hy sinh để làm điều đó cho chồng nếu bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi cũng không chắc là có làm được như chị ấy không vậy nhưng đó là chuyện của vợ chồng họ tình nghĩa vợ chồng anh chị ấy thắm thiết thế nào thì cũng đừng lôi người không liên quan vào tại sao tôi phải là kẻ ôm hết việc nhà cho chị dâu bất mãn nói với chồng thì anh bảo bố mẹ sẽ không để chúng tôi phải thiệt thòi ông bà cũng có chút của ăn của để tôi cứ cho đi vô tư rồi sẽ nhận lại xứng đáng tôi cần gì chút tiền của bố mẹ chồng chưa nói đó cũng chỉ là một lời hứa xuông một miếng mồi để dụ tôi bán sức lao động mà chưa biết cuối cùng có chia cho tôi thật hay là không bây giờ tôi muốn ra ở riêng vậy phải làm thế nào để bố mẹ chồng chấp nhận mà không ngăn cấm nữa đây vâng thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tôi luôn cập nhật trong một video là hai chuyện và mong quý vị xem cho thật đến đoạn cuối để hiểu rõ thêm về câu chuyện và tôi rất chân thành cảm ơn quý vị luôn ủng hộ cũng như là quan tâm theo dõi hai kênh của tôi đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại